Tập 15. Cha. Ừ. Hai Nhi muốn biết, mấy ngày trước cha nói quen biết với Miêu đại nhân quan chủ khảo kỳ thi này, có chuyện đó hay không? Ừ. Ta và ông ấy mười mấy năm trước cùng làm quan trong triều, giao tình cũng rất tốt. Vậy cha có phải vì chuyện thi cử của Hài Nhi đã đi tìm Miêu đại nhân? Ừ. Cha, lần này cha hại Hài Nhi rồi. Hài Nhi không phải là hạng bất tài vô dụng. Hài Nhi muốn dựa vào năng lực của mình lên kinh ứng thí. Tại sao cha lại không cho Hài Nhi cơ hội này? Con hiểu cái gì? Khi nào mới tới ngày đó chứ? Nếu như Lĩnh Nam không có Liễu Mộng Mai, ta cũng không cần phải lo. Tử Tài, con muốn dựa vào bản thân để xông pha, nhưng con có biết là thế gian này có bao nhiêu chuyện chỉ dựa vào bản thân mà làm nên không? Giống như cuộc thi lần này, nếu không phải ta đi tìm Miêu Thuấn Tần, thì hắn đã sớm lấy ngôi đầu bảng ban cho Liễu Mộng Mai rồi. Tử Tài, con đích thực có tài, nhưng con phải biết núi này tuy cao nhưng còn núi cao hơn. Mộng Mai từ nhỏ đã cùng trưởng thành với con, tài hoa của nó con rõ nhất mà. Nếu như con thật sự thua Liễu Mộng Mai, con cũng thua tâm phục khẩu phục. Nếu phải nhờ người khác giúp đỡ, cho dù thắng được Mộng Mai, con cũng thắng không vinh quang gì. Nói thật thì Hàn gia chúng ta và Liễu gia giao tình rất tốt. Cha cũng không muốn làm chuyện gì để chống đối với Mộng Mai, nhưng mà nó đích thực là đối thủ mạnh nhất của con đó. Khó lắm đây. Cha, nếu như Miêu đại nhân đã thực sự chấm Liễu Mộng Mai, vậy người năm nay lên kinh ứng thí phải là huynh ấy. Theo ta được biết, Miêu Thuấn Tần cũng đang do dự. Rốt cuộc ai có thể được chọn? Phải coi ba ngày sau con và Mộng Mai đến gặp ông ấy đối đáp chính diện. Cha, nếu cha không đi tìm Miêu đại nhân thì sẽ không có cuộc thi ba ngày sau. Cơ hội này là cha đã mang về cho con. Ý con là sao đây? Cuộc thi ba ngày sau, Hài Nhi sẽ không đi. Con, nếu con không đi, ta sẽ không cho con và Việt Nam thành hôn đâu. Tử Tài à, cha đã đem tất cả hy vọng gửi hết lên người con rồi. Lần này con nhất định phải thắng cho được Mộng Mai. Lỡ như con thua, ta tuyệt đối không đồng ý hôn sự của con đâu. Lĩnh Nam. Công tử. Hả? Cho hỏi thư viện Lĩnh Nam đi hướng nào? Công tử. Tôi đang ở đây nè. Đi. Nè, sao ngươi chưa đi nữa? Tôi nghe hình như có người kêu tôi á. Ai đang kêu ngươi hả? Đâu có ai đâu. Sáng sớm gặp ma rồi à? Đi mau đi mau. Đi. Là họ nhìn thấy mình rồi.
Nè, Quynh tới từ khi nào vậy? Sao không nghe thấy tiếng bước chân? Làm muội hết hồn à? Quynh biết khinh công mà. Sao khoác lác? Là muội thì quá chăm chú thôi, không để ý là Quynh đã tới. À, đừng có nhắc nữa, muội đúng là ngốc nghếch, không hề giỏi mấy chuyện nữ công này. Hey, không biết làm thì đừng làm nữa, cần gì phải cố học. Vậy thì không được, muội sắp lấy chồng rồi, phu quân nhất định sẽ thích thê tử biết làm nữ công. Nhật Nam, có thể cho Quynh coi muội đang thiếu gì không? Không được, cái muội thêu rất là khó coi. Không, Quynh không có để ý, chỉ cần là muội thêu thì Quynh đều thích. Thật mà. Nhật Nam, tặng cho Quynh được không? Quynh coi, nếu Quynh không chơi nó xấu, đợi muội theo xong bên này, muội sẽ tặng Quynh. Nếu như đôi quyền ương không thể ở bên nhau, vậy thì phải làm sao? Cái gì mà làm sao? Đương nhiên là không được rồi. Quynh coi, quyền ương thì phải thành cặp thành đôi. Nếu không được ở bên nhau, buồn cỡ nào, cô đơn cỡ nào, tội nghiệp cỡ nào. Tử Tài, Quynh sao vậy? Nhật Nam, Quynh không thể cưới muội rồi. Tại sao vậy? Cha Quynh không đồng ý. Cha Quynh? Cha Quynh đã đồng ý từ sớm rồi mà. Ông ấy còn nói, nếu lần này Quynh thi đậu tiến sĩ, chúng ta sẽ thành thân. Đúng vậy, nếu như Quynh có thể thuận lợi thi đậu tiến sĩ, cha Quynh sẽ phê chuẩn hôn sự của chúng ta. Nhưng mà lần này, ngay cả cơ hội lên kinh ứng thí Quynh cũng không có. Cuộc thi tỉnh Quynh đã rớt. Còn một lần gặp mặt nữa, Quynh và Mộng Mai, trong hai chọn một. Nếu nói vậy, Quynh vẫn còn cơ hội. Nhưng Quynh đã quyết định từ bỏ. Tại sao chứ? Bởi vì cơ hội này là cha Quynh nhờ người lấy về cho Quynh, Quynh không muốn nhận. Vậy là Quynh sẽ không cưới muội nữa sao? Không, Nhật Nam, Quynh có lỗi với muội. Muốn Quynh nhờ vào người khác giúp đỡ để đi thi, để thành tựu công danh, Quynh không làm được. Nhưng thi cử và thành hôn không liên quan đến nhau. Sao cha Quynh nhất định bắt Quynh đậu tiến sĩ mới được cưới muội chứ? Cha Quynh biết Quynh rất thích muội, ông ấy lấy hôn sự để uy hiếp Quynh, muội có biết không? Muội đã hiểu rồi.
bên là tương lai của huynh, một bên là hạnh phúc của huynh. Huynh vì tương lai của mình đồng ý từ bỏ hạnh phúc của bản thân. Việt Nam, huynh chỉ có thể làm vậy thôi. Còn không, cả đời huynh sẽ bất an. Việt Nam, huynh xin lỗi. Tử Tài, huynh đành lòng bỏ rơi muội vậy sao? Xin lỗi muội. Ê, mời đây, mời đây. Mời đây, coi giải đẹp đây. Giải đẹp đây, có thử giải qua đi. Mời cho qua đi. Coi giải đẹp đây, màu gì cũng có đây. Cô lựa đi, màu gì cũng có đây. Cô đừng ghét coi đi, màu gì cũng có nè. Cô coi đi. Dạ, mời cô đi, cô đi. Coi thử đi, đẹp lắm đó. Cô mua đi, tự nhiên xem. Coi thử đi cô đường. Giải đẹp, mời, mời, mời. Mời ghé vào xem, ghé vào xem. Cô đường, cô muốn mua gì? Cái này là trân châu phải không? Đúng vậy ạ, trân châu chính tông ngoài biển đó. Hàng đẹp lắm đây. Cái này bao nhiêu tiền? Nếu như cô nương thích, đưa tôi 10 lượng là lấy được rồi. Vừa đẹp đây. Bao nhiêu? 10 lượng bạc à? Sao mà rẻ vậy? Xem ra cô nương không phải người ở đây. Hạt trân châu lớn như vậy, nếu như ở Trung Nguyên, e rằng có 100 lượng cũng chưa chắc đã mua được. Nhưng mà ở lĩnh Nam này á hả, không phải hiếm có gì. À, thì ra là vậy. Cô nương có mua không? Ừ, mua một sợi. Được. Mình đến để tìm Liễu công tử, sao lại quên chuyện quan trọng chứ? Ông chủ. Hả? Tôi ra ngoài hơi gấp gáp, quên mang theo ngân lượng, hôm khác sẽ lại đến mua. Không sao, không sao, đợi cô nương mang theo ngân lượng cứ đến mua lại. Cảm ơn ông chủ. Phải rồi ông chủ, ông có biết gần đây có thư viện nào không? Có chứ, lĩnh Nam thư viện. Vậy nó ở đâu? Nó ở thành Nam, cô cứ đi thẳng men theo con đường này, đi đến cuối đường sẽ thấy nó thôi. Cảm ơn ông chủ. Đừng khách sáo. Tự viết, học mà biết luyện tập, ắt sẽ thành thục. Có bạn từ nơi xa đến chắc chắn sẽ rất vui. Người không, người không, người không biết. Tha thứ cho người không biết, đó là hành vi quân tử. Đúng, đúng, đúng. Tha thứ cho người không biết chính là hành vi quân tử. Câu đó tôi biết chứ, lúc nãy đột nhiên lại quên. Cho hỏi vị công tử đây, trong thư viện này có vị thư sinh nào tên là Liễu Mộng Mai không? Có đó, có đó. Đúng là có người tên Liễu Mộng Mai. Vậy phiền công tử gọi huynh ấy ra đây, tiểu nữ tử có việc muốn nói với huynh ấy. Thật đúng lúc, hôm nay Liễu Mộng Mai không có tới. Hả? Vậy công tử có biết nhà huynh ấy ở đâu không? Đương nhiên biết rồi, nhà huynh ấy ở Liễu Gia Thôn cách thành Bắc 20 dặm. Đa tạ công tử. Tiểu thư đa lễ.
Tự viết là con gái thật dễ gạt. Hắc huynh, nói rất hay. Kế của tiểu đệ có tuyệt không? Tuyệt, rất tuyệt, tuyệt vô cùng tuyệt. Cứ để ả đi tới thành Bắc đi. Ca ca hữu tình đó đang đợi ở đó. Mau đi thôi ca ca. Đi thôi. Hai vị xin dừng bước. Hai vị mới tới đúng không? Hey. Liên quan gì ngươi chứ, tránh ra. Nếu đã là người có học, nhưng tại sao lại không biết giữ gìn sách vở? Huynh đài nói rất là đúng. Hai chúng tôi lúc nãy đúng lúc đang thảo luận thơ văn, nhất thời quá chú tâm nên không để ý lỡ trượt tay. Chúng tôi biết lỗi, biết lỗi. Không sao, biết sai mà sửa thì còn gì bằng. Cầm lấy. Hai vị cứ tiếp tục. Xin cáo từ. Huynh đài cứu. Hắc huynh à, huynh cần gì khách sáo với hắn chứ? Hey, thêm một chuyện thôi thì bớt một chuyện, không thể để cho hắn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hả? Đi thôi. Nè. Tôi kể đi. Người đi theo những người vô tâm đó, ngược lại đã làm ô uế ngươi. Thôi thì cứ theo ta. Tự tài, hôm nay thầy không lên lớp, thầy cũng tới à? À, phải rồi. Tự tài, này nè, thầy coi nha. Đây là chuyện kể huynh vừa mới viết lại. Chút nữa để ông gù học thuộc rồi kể cho đệ nghe. Nè, đệ có chuyện muốn nói. Là chuyện gì? Chúng ta tới chỗ khác nói đi. Cứ nói ở đây đi. Tới Thái Bạch Lầu, đi. Tới Thái Bạch Lầu? Tự tài, đâu phải là đệ không biết. Thái Bạch Lầu mắc lắm, trong túi huynh không có bao nhiêu. Đệ mời huynh đi. À, thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Được, đi. Đi. xin mời Hàng Công Tử. Hàng Công Tử. Hey, hai người họ bình thường rất là thân, bây giờ phải hai chọn một, đúng là làm khó cho họ. Thì đó, xem ra hai người họ chắc phải trở mặt rồi. Hey, nếu như tôi có thể lên kinh để ứng thí, cho dù phải trở mặt với cha mẹ cũng đáng thôi. À, đi thôi. Đi thôi. Tự tài à, cái đám ngu ngốc đó nhất định cho rằng hai chúng ta ra đi chắc chắn cãi tới anh sống tôi chết. Nhưng mà ai ngờ chúng ta tới đây để tiêu diêu khoái lạc. Nè, đây gọi là vật hợp theo loài, người chia theo bầy. Tử tài, nhưng mà lần này giữa hai chúng ta nhất quyết phải chọn ra một người thắng. Huynh thật sự rất do dự. Nhìn lại, hai chúng ta là hảo huynh đệ, bất luận kết quả ra sao chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Tất nhiên chúng ta mãi mãi cũng là hảo huynh đệ. Nào, cạn đi. Nè, cạn. Lần thi này nếu như không đậu thì đợi 3 năm nữa. 3 năm không được vẫn có thể đợi 3 năm tiếp theo. Cả một đời người dù sao cũng có 10 mấy cái 3 năm, nhưng còn tri kỷ, núi cao sông chảy, 100 năm khó tìm. Nếu như chỉ vì công danh mà từ bỏ tri kỷ, đó không phải là nhân tài mà là kẻ ngốc. Nói rất hay, Tử tài nói rất hay. Ngày mai chúng ta hãy thi thật tốt, thi đậu thì lên kinh, thi không đậu cứ đợi 3 năm nữa, thế sao? Được. Nhưng mà huynh phải lấy toàn bộ bản lĩnh của mình ra. Lỡ như huynh mà thua, vậy đừng trách đệ quở trách huynh một trận đó. Đệ yên tâm, huynh rất có tự tin với bản thân mình. Trong lòng của huynh đã có tính toán, lần này huynh thắng chắc rồi. Thiên hạ không có trường thắng tướng quân. Mong mai, huynh quá kiêu ngạo đó. Ê,
người không kiêu ngạo, uổng thiếu niên. nào, cạn. Đại nhân, có lẽ bọn họ đang ở trong đó. Ta biết rồi, người trở về đi. Dạ. Khách quan, mời vào trong. Dạ, xin mời. Nè, Tử Tài, đây có còn nhớ nguồn gốc cái tên của huynh không? Đương nhiên là nhớ. Không lẽ huynh coi nó là thật sao? Khi huynh còn nhỏ, huynh chỉ thấy đó là giấc mơ khá vui. Nhưng mà bây giờ, huynh đã thật sự coi nó là thật. Tại sao vậy? Huynh cũng không nói được. Có lẽ huynh thật sự mơ thấy hoa mai, chứ là dư tán hoa mai còn gặp được một cô gái rất xinh đẹp. Mộng mai à, để thấy chắc huynh vẫn còn nghĩ tới tiểu thư Đỗ gia. Ý, phải rồi Tử Tài, để với Vật Nam thế nào? Chừng nào chuẩn bị thành hôn đây? E là không thể thành. Tại sao? Cha đệ không cho. Hả? Ê, lúc trước bá phụ đã đồng ý rồi mà, sao bây giờ lại thay đổi? Có phải có nguyên do nào hay không? Có lẽ là có. Vậy hôm nay kêu huynh ra ngoài uống rượu là vì muốn giải sầu đó sao? Phải. Được rồi, Tự Tài đừng có nghĩ nữa, sẽ có cách thôi hả? Chỉ mong là vậy. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều hả? Ngày mai phải thi rồi. Nè, huynh nói trước nha, để không được lấy chuyện này làm nguyên nhân để thu huynh đó. Thật ra đệ đã quyết định là... Quyết định chuyện gì? Không có gì, chúng ta uống rượu thôi. Nè, uống rượu đi. Nè, cạn. Rượu đúng ngon. Là rượu ngon. Khách quan, mời bên này. Nào, uống nè. Đi. Dạ, bên này. Dạ, khách quan mời ngồi. Khách quan, ông muốn gọi món gì? Cứ làm vài món lên đây. Dạ được. Nè, Hắc huynh. Huynh nói coi Đỗ Lệ Nương sao lại không bay? Hả? Thì người ả có bùa du hồn hồ phán quan cho cổ, buổi sáng cũng có thể hiện thân. Nếu giờ ả mà bay, bị người qua đường thấy được, nhất định bị hù tới mất hồn. Hèn chi, cổ có thể tự do đi lại lúc trời sáng. Chúng ta đừng đi theo cổ nữa, cứ trực tiếp đến rừng Hắc Phong đợi cổ đi. Ê, Mộng Mai. Hả? Uống ít thôi, ngày mai còn phải đi thi nữa. Tự Tài, tục ngữ nói thái bạch uống rượu thơ trăm bài. Hơn nữa ngày mai đầy cũng phải thi mà, nếu như chịu không nổi, chúng ta hãy cùng dùng chiêu túy đã khảo quan. Nè Tự Tài à, huynh phát hiện rượu là một thứ rất tốt, chỉ cần rượu mới vào bụng thì phiền muộn gì cũng mất hết. Hôm nay huynh sẽ cùng uống với đệ, để ngày mai đệ có những lời văn tuyệt hảo. Bộ huynh không sợ ngày mai sẽ thua đệ sao? Nếu huynh thua Tử Tài đệ, huynh tuyệt đối tâm phục khẩu phục, không có gì là không vui. Hảo huynh đệ. Nào, uống rượu. Ê, nè nè, đợi đã. Là chuyện gì nữa? Uống không như vậy đâu có ý nghĩa gì. Vậy huynh nói đi, phải uống thế nào mới có ý nghĩa? Phải hành tửu lệnh. Được thôi, vậy quy tắc ra sao? Chúng ta đều là thư sinh, đương nhiên phải làm thật nho nhã lịch sự. Hành lệnh sao đây? Phải hành lệnh sao đây? Để huynh nghĩ cái đã. Hai vị công tử đã làm phiền. Không dám. Hai vị công tử có phải đang muốn hành tửu lệnh? Đúng vậy. Lão phu đang ngồi uống bên đó một mình, muốn cùng hai vị công tử cùng nhau hành tửu lệnh, không biết hai vị công tử ý như thế nào. Được thôi. Mời tiên sinh ngồi. Được rồi. Ngồi. Hai vị công tử đang uống loại rượu gì?
Nữ Nhi Hồng, 15 tuổi. Hai vị công tử mới nhìn là người có học, lại đang ở thời tuổi trẻ, thiết nghĩ nhất định có ý niệm thì lấy công danh, sao lại đi uống Nữ Nhi Hồng? Tiểu Nhị, dạ, cho hai bình Trạng Nguyên Hồng 20 năm. Dạ được. Xin mời dùng. À, rượu này coi như lão phu mời hai vị công tử, chúc hai vị công tử tiền đồ tựa cẩm. À, đa tạ. Đa tạ lão tiên sinh. Nhưng mà tới hai bình rượu có khi nào nhiều quá không? Nhiều à? Không nhiều đâu. À, không nhiều. Không nhiều đâu tử tài. Nếu lão tiên sinh đã có nhà hướng, chúng ta nên chiều cho tới cùng. Mong mai. Ngày mai huynh còn phải đi thi mà. Đệ cũng phải thi đó thôi. À, đúng. Chúng ta đều phải thi. Nhưng mà hai bình rượu thật sự uống không hết. Yên tâm đi, uống bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu hai cậu thật sự uống xài không còn hơi sức, quan khảo thí sẽ chọn ngài cho thi lại. Lão tiên sinh, ông nói chơi rồi. Ông không phải là quan khảo thí, chúng tôi sao có thể tin lời của ông? Tin hay không tùy các cậu. Giảng sinh còn chưa thỉnh giáo tên họ của lão tiên sinh. À, lão phu chỉ là khách qua đường, họ Lý. Cho hỏi hai vị công tử xưng hô sao vậy? Giảng sinh Liễu Mộng Mai. Giảng sinh Hàng Tử Tài. Hàng Vũ Liễu Tông Nguyên đời Đường, hợp xưng Hàng Liễu. Thật không ngờ lão phu ở lĩnh Nam này cũng may mắn gặp được Hàng Liễu. Không dám giấu Lý lão tiên sinh, giảng sinh và Liễu huynh chính là con cháu Hàng Liễu. Ôi trời ơi, thất kính rồi. Lão tiên sinh, ông đã khách sáo. Nhắc tới danh tiếng của người xưa, chúng tôi thật đáng xấu hổ. Tiền nhân của lão phu cũng là một đại thi nhân của đời Đường. Hả? Là ai vậy? Người là chủ nhân của Thái Bạch lầu này, Lý Thái Bạch tiên sinh. Lão tiên sinh thật biết nói đùa. À, lão tiên sinh, chúng tôi còn chưa nghĩ ra tửu lệnh, có ông ở đây hay là làm chủ dùm chúng tôi đi. Cũng được, lão phu đang có chủ ý này, lấy thi từ làm lệnh thấy sao? Vậy quy tắc là như thế nào? Nói chữ đầu đuôi. Ý lão tiên sinh, ý hay lắm. Chữ cuối cùng của câu đầu tiên làm chữ đầu tiên của câu tiếp theo. Chúng ta mỗi người một câu luân chuyển không ngừng, vừa thú vị lại không mất phong nhã. Rất hay. Rất hay đó. Quyết định vậy đi. Lão tiên sinh, vậy thì mời ông làm trước. Vậy hãy lấy chữ rượu làm câu. Có rồi. Rượu uống vào lòng, hóa thành nước mắt tương tư. Nước mắt hỏi qua, qua không đáp. Cánh hoa theo gió cứ bay xa. Hay lắm. Liễu công tử, tới cậu nói câu rồi đó. Xa niên kim nhật tại môn trung, nhân diện đào hoa tương ảnh hồng. Hồng hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân đến nở dài cành. Cành liễu mong manh bay trước gió, chân trời vô phương không có hoa. Màu cỏ xanh xanh liễu màu vàng, hoa đào lã chả, hoa lý thơm. Hương kính Trường Châu, tận Vũ Tùng, xa dân Diễm Vũ, thích bi phong. Phong hồi tiếu diện, đình vô lục, liễu nhãn, xuân tương tục. Hay lắm. Tử tài, ngu mỹ nhân của Lý Chủ Hậu, nhớ hay lắm. Mộng Mai đã đắc tội, chữ tục này không có dễ nói đâu. Đúng vậy, nếu như Liễu công tử không nói được thì phải phạt một chung rượu đó. Ý, đừng có gấp, để tôi nghĩ đã. Tôi tự có đối sách. Ê, Liễu công tử đừng dùng kế quản binh, lão phu đang đợi để nói câu đây. Mộng Mai, chữ tục này quả là khác thường, trong thi từ ít khi được dùng, dùng ở câu đầu thì lại càng hiếm. Dòng đầu tiên này em là huynh phải thua rồi. Có rồi.
Công, Thần Tự, Bạc Hiền, Nhậm Cẩu. Cậu nói cái gì? Sao lão phu chưa từng nghe qua câu này? Chắc không phải Liễu công tử tự chế chứ? Lão tiên sinh, câu của Mộng Mai có xuất xứ đó. Hả? Vậy lão phu xin được thỉnh giáo. Câu này là tiên tổ Hàn Văn Công viết trong Nguyên Hòa Thánh Đức Thư. Tôi cũng đã quên mất. Không ngờ Mộng Mai vẫn còn nhớ. Xấu hổ, xấu hổ. Thì ra là thi thơ của Hàn Thối Chi. Vậy mà lão phu không biết. Người xấu hổ phải là lão phu mới đúng. Lão tiên sinh quá lời. Tôi cũng chỉ nhất thời nghĩ ra thôi. Bây giờ xin mời lão tiên sinh tiếp tục nói câu. Phải nói từ chữ nào đây? Phải nói Tục Công, Thần Tự, Bạc Hiền, Nhậm Cẩu. Chữ cậu đó mà. Chữ cậu đó phải nói sao đây? Hậu sinh khả quý. Hậu sinh khả quý mà. Dòng thi này lão phu tiểu thua, tự phạt một chung. Nè, tiếp tục đi. Lần này lão phu sẽ ra một câu thật khó. Nghe kỹ nghe. Xuân phong đắc ý, mã đề vật, nhất nhật kháng tận, Trường An hoa. Hoa tiền nguyệt hạ, tạm tương phùng, khổ hận trở tùng dung. Dung tấn lão hồ trần, y cừu thúy biên phong. Đi ra thành cũng 20 dặm rồi, sao vẫn không thấy người nào? Lão ba. Cho hỏi Liễu Gia Thôn đi hướng nào? Liễu Gia Thôn hả? Không phải bên này, hướng bên kia kìa. Hả? Không phải là cách thành bắc 20 dặm sao? Nơi này cách thành bắc 20 dặm gọi là rừng Hắc Phong. Rừng Hắc Phong? Nơi này hoang vu vắng vẻ, rất ít có người qua lại. Cô là con gái, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô nên mau mau trở về đi. Thư sinh đó tại sao phải gạt mình? Đa tạ lão bá. Hắc Bạch Vô Thư. Nè, tiểu sinh đã ở đây đợi tiểu thư lâu lắm rồi. Thì ra là các người cố ý gạt ta tới đây. Chà, Đỗ Lệ Nương, ta khuyên cô một câu ha. Bây giờ cô đã là một hồn ma, đúng không? Cô cần gì phải lấy chuyện mãi mãi không thể siêu sinh ra đánh đổi đi tìm kiếm người đàn ông cô chỉ thấy một lần trong mơ. Nè, trời ơi, cho dù để cô tìm được vậy thì đã sao? Hả? Hắn sẽ tin câu chuyện của cô sao? Hắn có đồng ý ở bên cạnh một ma nữ hay không? Hả? Hắn có thể không màng luật pháp của Đại Tống giúp cô đào mộ hoàng hồn hay không? Hả? Ngươi coi, ta nói có đúng không? Cô đã chết rồi, những chuyện lúc còn sống đừng có nhung nhớ nữa. Cô cứ ngoan ngoãn đi theo ta, ta nhất định sẽ cho cô sống tiêu diêu khoái lạc ở địa phủ đó. Hả? Những lời Hắc huynh nói cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Chỉ cần cô thành tâm thành ý theo huynh ấy, ta bảo đảm ở dưới địa phủ tuyệt đối không có hồn ma nào ăn hiếp cô được. Đúng đó. Ta còn phải đi tìm phu quân của ta, cáo từ. Ấy nè. Đỗ Lệ Nương, hôm nay cô muốn cũng phải theo, không muốn cũng phải theo. Các người đối với ta như vậy, không sợ ta nói cho Hồ Phán Quan biết sao? Hay là cô không còn cơ hội để gặp ông ta nữa. Da 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 la la la. Có người. Đa là anh là... Ta đi đối phó hắn. Không được. Nếu như huynh giết chết lão già lưng gù đó, xuống địa phủ hắn tới chỗ Hồ Phán Quan thư chúng ta, tới lúc đó chúng ta tiêu đời. Nhưng Đỗ Lệ Nương của ta. Cứ tha cho cô mấy ngày đi. Cô nương à. Cô nương. Cô nương. Mình cứ đưa cổ về nhà trước, để bà nhà của mình lo cho cổ. Liễu công tử,
Liễu công tử. À, gì của anh sai? Thì giờ tôi đang ở đâu đây? Tối qua Liễu công tử uống hơi nhiều, lão gia nhà tôi sắp xếp cho Liễu công tử ở đây. Hôm nay phủ nha còn có cuộc thi, xin Liễu công tử hãy đi theo tôi. Lão gia nhà huynh? À, là Lý lão tiên sinh có đúng không? À, quan sai đại ca, dám hỏi lão gia nhà huynh làm quan có đúng không? À, công tử tới đó rồi sẽ biết. Được. À, phải rồi quan sai. Hả? Còn gì Hàn công tử nữa đâu? À, Hàn công tử ở phòng kế bên, lát nữa tôi sẽ gọi cậu ta. Tôi theo huynh qua bên đó. À, mời Liễu công tử. Tử tài, mau dậy đi. Ủa, người đâu? Không biết nữa, tối hôm qua ở trong phòng này mà. Liễu công tử đợi một chút. Tiểu nhị, tiểu nhị. Dạ. À, quán gia, có gì căn dặn không? Người khách trong phòng này đâu rồi? Mới sáng sớm đã đi mất tiêu rồi. Lui xuống đi. Dạ. À, Liễu công tử, chắc là Hàn công tử tới phủ nha trước rồi. Không đâu, nếu như tử tài muốn tới phủ nha để ý nhất định sẽ gọi tôi. Liễu công tử, cuộc thi lần này là cậu và Hàn công tử trong hai chọn một. Nói một câu khó nghe, trong lúc này đây bạn bè tốt nhất cũng không tin được. Tử tài tuyệt đối không có phụ tôi. À, tha cho tôi nhiều chuyện, Liễu công tử, chúng ta hãy cứ tới phủ nha trước đi, đừng làm chậm trễ thời gian thi cử. Cũng được. Liễu công tử mời. Ông à, ông ở đâu mà đưa về một cô nương xinh đẹp như vậy chứ ông? À, lúc nãy tôi đi ngang rừng Hắc Phong á, nhìn thấy cổ ngất xỉu dưới đất cho nên tôi mới đưa cổ về đây nè. Vậy sao? Hay chết không cứu, lương tâm chúng ta không có yên đâu. Ôi trời ơi, nương tử của tôi đúng là lương thiện hả? À, nè ông à. Hả? Sao ông còn không ra ngoài đi? Bà nè, để cô ta ngủ ở trong phòng công tử có được không? Có gì mà không được, cô nương người ta là thiên kim tiểu thư, làm sao để cổ ngủ trên giường của chúng ta được chứ. Còn nữa nha, công tử và Hàn công tử đi uống rượu rồi, chắc đêm nay không có về đâu. Ê, ngày mai công tử phải đi thi. Ông cứ yên tâm đi, Hàn công tử cũng phải thi, chắc hai người hẹn trước đó chứ. Đi thôi, đi. Đi. Mộng Mai. Thúc phụ, tử tài để ý vào trong đó chưa? Vẫn chưa. Không phải nói là tử tài đi cùng với con sao? Dạ phải, tối qua chúng con cùng đi với nhau. Sáng nay lúc con tỉnh dậy thì không thấy tử tài nữa. Cái gì? Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thúc phụ đừng có sốt ruột, có lẽ để ý đi tìm Vật Nam rồi. Ê, ta đã phái người đi trấn Nam Tiêu Cục hỏi rồi, sáng nay tử tài nó không có tới đó. Vậy tử tài đã đi đâu? Liễu công tử, quan chủ khảo đã tới, xin mời vào trong phủ nha. Mộng Mai à, con cứ vào trước đi. Vậy cũng được, con xin được vào trước. À, được rồi, được rồi. Ờ, làm sao đây, làm sao đây? Nè, tiểu huynh đệ. Ừ. Nè, để đem bức thư này đưa cho quan sai đại nhân đó. Đi đi. Dạ. Cái này cho huynh. Liễu Mộng Mai bái kiến các vị đại nhân. Học sinh Liễu Mộng Mai khấu kiến đại nhân. Đứng lên đi. Tạ đại nhân. Đại nhân, ông... Bổn quan là đại thần triều đình đặc phái, quan chủ khảo của vùng lĩnh Nam, Miêu Thuấn Tần.
Bái kiến Miêu đại nhân. Miễn lễ. Liễu Mộng Mai của hôm nay sao không giống Liễu công tử của hôm qua vậy? Đó là bởi vì Miêu đại nhân của hôm nay cũng không phải là Lý tiên sinh của hôm qua. Báo! Đại nhân, khảo sinh Hàng Tử Tài nhờ người đưa tới bức thư này. Trình lên đây. Dạ.